Sáng hôm nay 21 tháng 8 năm 2021, người dân Sài Gòn tiếp tục đổ ra đường để mua những cái nhu yếu phẩm để chuẩn bị cho thời gian cách ly sắp tới. Các cửa hàng bán thực phẩm như là cửa hàng bánh mì, thương hiệu Hà Nội này, rất là đông người tới mua ha mọi người. Các cái loại bánh thì cũng sẽ được mua về để dự trữ làm thực phẩm. Và người dân đứng đợi đông nhất là ở các cái cửa hàng bán thực phẩm thiết yếu như là Co.opmart hoặc là Bách Hóa Xanh ha mọi người. Hàng người xếp hàng dài và xếp lấn cả ra ngoài đường luôn, không có chỗ để đứng. Để vào mua được các cái sản phẩm ở các cái địa điểm này trong sáng hôm nay 21 tháng 8 thì mọi người có thể phải chờ từ 1 tiếng cho tới khoảng 2 tiếng đồng hồ thì mới tới lượt mình vào mua nha mọi người. Tình trạng cũng diễn ra ở các cái kho lạnh bán những cái thực phẩm ví dụ như là bò, rồi heo, gà và sản phẩm đông lạnh đó mọi người. Thì đây cũng là những cái địa điểm mà sáng nay người dân lựa chọn để đến mua các cái thực phẩm về dự trữ ha. Như một cái kho đông lạnh này ở trên đường Tây Hòa, quận 9, bây giờ là thành phố Thủ Đức á. Hàng dài người xếp hàng chờ và cũng có nguy cơ lây nhiễm rất là cao ha, nếu mà cái lượng người tập trung đông như vậy. Thì có một anh công an đã đến để nhắc nhở mọi người ha. Đó, người dân rất là chờ đợi để mua được những cái sản phẩm mang về dự trữ cho khoảng 2 tuần sắp tới, khi mà cái việc giãn cách được áp dụng theo một cái cách thức mới hơn, đó là người dân sẽ không đi chợ nữa mà là nhờ các cái lực lượng chức năng, cụ thể đó là quân đội sẽ hỗ trợ người dân. Có những cái lực lượng do quân đội tổ chức sẽ huy động những cái lực lượng để hỗ trợ người dân đi chợ mua thực phẩm ha. Còn đây là ở một cái vựa gạo ha, trên ở thành phố Thủ Đức này, cũng thu hút rất là đông người tới để chờ mua những cái túi gạo, những cái bao gạo về để dự trữ ha mọi người. Thì mới đây tại cuộc họp với Thủ tướng Vũ Đức Đam thì lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong 2 tuần tới 100% nhu yếu phẩm sẽ được lực lượng chức năng đảm nhiệm và tiếp cận đến người dân. Chiều 20 tháng 8 thì tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ đã họp trực tuyến với Phó Thủ tướng Võ Đức Đam về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại cuộc họp mặt, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã đặt ra 4 vấn đề lớn thực hiện trong thời gian giãn cách: an sinh xã hội, xét nghiệm và điều trị. Bộ đội sẽ đi chợ giúp dân, tính toán lực lượng chức năng được ra đường. 100% nhu yếu phẩm sẽ do lực lượng chức năng đảm nhiệm và tiếp cận đến từng hộ dân ha. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng cho biết từ ngày 23 tháng 8, người dân thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo việc thực hiện quy định theo giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến các mặt hàng thiết yếu, giá trị dinh dưỡng, từ đó tính cụ thể, chi tiết số lượng hàng hóa, gạo, đường, dầu ăn, nước mắm mỗi ngày. Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh đang chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với 24 quận, huyện thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức triển khai xuống phường, xã để thống kê số lượng cửa hàng tiện lợi, tiện ích cũng như khảo sát nhu cầu của người dân, từ đó siết chặt hơn một bước, không để người dân tự đi chợ mà tổ chức cung ứng theo hai hình thức: người dân tự trả tiền và được hỗ trợ miễn phí. Tại cuộc họp, đại diện của Bộ Quốc phòng cho biết quân đội sẽ tăng cường kiểm soát việc thực hiện giãn cách xã hội, lực lượng bộ đội sẽ đi chợ mua nhu yếu phẩm giúp người dân từng hộ gia đình. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý trong thời gian tới, các lực lượng chức năng được tăng cường, các đơn vị phòng chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh phải hiệp đồng tác chiến lo cho người dân. Ba ngành là công an, quốc phòng, y tế phải bàn bạc thật kỹ để thống nhất phương án hành động, tạo điều kiện thuận lợi. Tất cả phải ưu tiên đảm bảo an sinh, an toàn cho người dân. Bên cạnh đó, thành phố cũng cần một số lượng đối tượng cần phải ra đường. Lực lượng chức năng cần phải quản lý chặt chẽ nhóm đối tượng này, ưu tiên xét nghiệm thường xuyên cho đối tượng này. Trước đó, tại cuộc họp báo sáng 20 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù áp dụng nhiều biện pháp trong thời gian giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị 16, nhưng số ca nhiễm vẫn gia tăng. Năm nhóm giải pháp, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên yêu cầu hạn chế thiệt hại ảnh hưởng đến người dân nói riêng, công tác an sinh xã hội nói chung, các hành động buộc phải tương xứng với biện pháp mục tiêu đề ra. Toàn hệ thống chính trị của thành phố sẽ tập trung chống dịch với sự hỗ trợ của lực lượng quân đội, công an. Các bộ, ngành, trung ương thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để chống dịch hiệu quả. Cùng với chống dịch,
Ông Nguyễn Văn Nên lưu ý việc an dân qua chăm sóc y tế, đảm bảo cung ứng hàng hóa, thực phẩm đến tận nhà cho từng người dân. Đặc biệt, hỗ trợ đầy đủ, không bỏ sót bất cứ ai, nhất là người khó khăn không có điều kiện. Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra 5 nhóm giải pháp. Cụ thể, người dân đảm bảo việc thực hiện quy định giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, tập trung chăm lo bệnh nhân F0, điều trị người có triệu chứng nặng để hạn chế tử vong. Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực vùng đỏ trên bản đồ COVID-19. Thành phố tăng cường đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân thành phố, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố đề nghị người dân bình tĩnh, yên tâm thực hiện 5K, cộng vaccine, cộng thuốc uống, không thu gom hàng hóa thực phẩm, thực hiện các biện pháp bảo đảm cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện biện pháp phòng chống dịch. Từ 0 giờ ngày 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường biện pháp chống dịch COVID-19 với yêu cầu ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, vân vân. Ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 công bố thông tin trưa ngày 20 tháng 8. Theo ông Hải, thời gian vừa qua thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực trong công tác phòng chống COVID-19, nhưng dịch vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, để tiếp tục nâng cao hiệu quả của chính phủ, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục nâng cao, siết chặt các biện pháp phòng chống với phương châm mỗi tổ dân phố, khu phố, phường xã, thị trấn, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng chống dịch. Người dân thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo việc thực hiện về giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu phố cách ly với khu phố, phường xã cách ly với phường xã, thị trấn. Tập trung chăm lo cho người bệnh F0, điều trị người có triệu chứng chuyển nặng để hạn chế tử vong, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực có nguy cơ rất cao, vùng đỏ trên bản đồ COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, tăng cường đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân. Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên địa bàn. Thành phố đề nghị người dân bình tĩnh, yên tâm thực hiện 5K cộng thuốc uống, không tập trung gom hàng hóa thực phẩm. Thành phố đã chuẩn bị các phương án cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện biện pháp tăng cường phòng chống nêu trên. Tại buổi họp báo, ông Phan Nguyễn Như Khuê, trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong năm giải pháp trên sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 23 tháng 8. Trước thời điểm đó, các cơ sở, ngành sẽ hoàn thiện trong thời điểm sớm nhất, trước ngày 23 tháng 8. Ông Phan Nguyễn Như Khuê khẳng định thông tin phong tỏa, đóng cửa, lockdown toàn thành phố lan truyền trên mạng là không chính xác. Người dân nên hiểu là lockdown là giới nghiêm, thiết quân luật, không có chuyện đó. Đây là tiếp tục đẩy mạnh biện pháp chung, chuyên sâu, nâng cao, không phải là đóng cửa. Ông Khuê nhấn mạnh, thành phố Hồ Chí Minh áp dụng chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 9 tháng 7. Từ 24 tháng 7, thành phố siết chặt hơn nhiều quy định trong giai đoạn giãn cách, thu hẹp nhóm đối tượng được phép hoạt động. Từ ngày 26 tháng 7, trong khoảng 18 giờ tối đến 6 giờ sáng mỗi ngày, người dân thành phố được yêu cầu hạn chế ra đường. Từ ngày 1 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố ra công văn quyết định kéo dài chỉ thị 16 cùng các biện pháp siết chặt thêm 2 tuần, từ 0 giờ ngày 2 tháng 8 tới ngày 15 tháng 8. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kéo dài trong thời gian thực hiện chỉ thị 16 lên đến ngày 15 tháng 9. Từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 20 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 164.342 ca nhiễm, hiện là tâm dịch lớn nhất của cả nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin mới nhất của Sài Gòn Daily. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo.